Bởi vì lớp mình bắt đầu đông rồi cho nên cô tạm thời phải tắt mic các bạn đi nhá. Nhìn cô yêu quá. Trời ơi. Em được thấy là mọi lần không yêu đúng không? Trời buồn nha. Ok, nào. Cũng như thường ngày hôm trước ấy thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị điểm danh ở trên gì nhỉ? Ok, today we will got all the students and the egg on Class Dojo. Nào, cô chào con. Hoàng Minh Châu. Yeah. Mình chuẩn bị điểm danh ở trên Class Dojo nha. Đâu rồi, cô xem trục trứng của cô thế nào rồi nào. Trục trứng của cô bây giờ hôm nay thế nào rồi? Thế các con ăn chưa? Các con ăn chưa? Comment cho cô biết nào, ăn chưa nào. Have you have dinner yet? Các bạn ăn chưa? Hay mở mic cho. Okay, let me check it. Okay. Cô xem nào. Úi dồi ôi. Yes, yes, ăn rồi. Trời ơi, con ăn rồi ạ. Cô hứa, cô ơi, cô hứa hôm nay mở trứng. Đó, yeah, đây này bạn Bình An này này. Nhiều quá cho nên là bây giờ ui, ai vẽ lên bảng ta? Lớp mình nhớ luật không? Nobody draw in my bed. Oh my god. Ôi chả thương cô gì cả. Nào. Hư quá cơ. So. Yes, rồi các bạn nha, không vẽ lên bảng nha. Trời ơi, vẽ lên bảng xong thì cô dạy nào, đúng không? Ừ, chả thương yêu cô gì cả. Đâu rồi? Yeah, today we have Đó, chúc cô đăng nhập cùng lớp mình nha. Lớp mình chuẩn bị điểm danh nào, chuẩn bị điểm danh nào. Lúc nào mà các bạn nhớ cách điểm danh không? Ồ, hôm nay lớp mình tăng đúng không? Thế thì hôm nay thì mình lại phải điểm danh thêm các bạn rồi đúng không nhỉ? Yes, okay. Today thấy bạn nào? Yes, hôm nay lớp mình tăng rồi, Hôm nay lớp mình có 74 bạn. À. Okay. So, look at this.
Hôm nay mình mới mở được trứng của mấy bạn thôi. Dạ. Cô chưa mở được trứng của các bạn. Đấy, cô chỉ mở được trứng của bạn Hoàng Tú Phương này, bạn Bình này. Ok nào, bắt đầu điểm danh nhá. Các bạn nào, các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trên Zoom nào, chuẩn bị mình điểm danh nhá, ghi tên của mình nhá. Lần này mình sẽ ghi tên họ tên đầy đủ nhá. Cô nhắc lại một lần nữa nhá, mình sẽ ghi họ tên đầy đủ nhá. Nào. Ok, let's start it. Now I open the chat now and you will send me. Ok, bây giờ các bạn đăng nhập, các bạn ghi trên phần chat cho cô họ và tên đầy đủ nhá. Và các bạn chỉ được ghi một lần thôi. Ok, just once. Yeah, Phạm Khánh Hà, Đỗ Bảo An. Rồi, các bạn làm tốt lắm. Nào, bây giờ cô chuẩn bị nhá. Phạm Khánh Hà. Ok. Where is Phạm Khánh Hà? Ô, hôm nay Khánh Hà Phạm Khánh Hà đâu nhỉ? Hình như là quả này. Right. Ok, Đỗ Bảo An. Rồi, ghi rồi. Trần Bình Minh, Hà Minh Khang. Bạn nào là bạn mới? Bạn nào là bạn mới gạch tên ra nhá. Bạn nào là bạn mới thì gạch tên cho cô nhá. Nguyễn Hải Yến đâu nhỉ? Nguyễn Hải Yến thì hôm trước chưa có trứng đúng không? À, thế thì mình phải cho vào đây. Yeah, bạn nào là bạn mới? À, hôm trước chưa có tên. Đấy, như bạn Yến này chưa có này. Lê Xuân An có chưa? Ok. Bạn Nguyễn Hoàng Phúc Lâm rồi. Bạn nào nữa ta? Bạn Nguyễn Thái Thịnh nhờ. Nguyễn Thái Thịnh như hôm trước ghi tên rồi nhỉ. Đấy. Hà Bình An rồi, Hoàng Minh Châu rồi, Vũ Lưu Kim Ngọc của bạn nào mới thì nhớ gạch ngang cho cô xem là bạn nào mới nhá. Cô cho em vào game. Ui, hình như là deadline game rồi. Nào, anh Thư, Vũ Phương Nhi, Nguyễn Vũ Tuệ Nhi. Ok, Lê Khánh Sơn bạn hôm nay mới vào học à? Ok, Võ Lưu Yến Nhi. À, Nguyễn Huy Mạnh An. Ok, lớp mình hôm nay có tăng cho nên là các bạn nhá, các bạn để ý nhá, comment tên một lần thôi. Để cô add vào. Rồi. Phạm Kim Thanh rồi này, Nguyễn Thu Hiền rồi. Nguyễn Thu Hiền có điểm danh rồi nhá. Võ Minh Khang điểm danh rồi. Lò Nguyễn Minh Đức. Ok. Nguyễn Văn Phúc Điền, bạn ấy rất là mới. Yeah, ok, thank you. Lớp mình rất là đông nhưng là mình đang đến 83 bạn rồi này. Các bạn có vẻ như là đã trở lại lớp với cô Ngọc rồi. Ok, Nguyễn Ngọc Bảo An rồi này. Nguyễn Phạm Khánh Kha. Kha là bạn nào nhỉ? Tên rất lạ nhá. Phạm Phú Tiến Minh lớp 2. Có rồi, Đinh Tô Giang có rồi này. Thảo My có rồi này, Hoàng Thúy An này. Hoàng Thúy Anh hôm trước cho chưa nhỉ? Rồi, Trần Nguyên Khang, Thành Duy, Bùi Thùy Dương. Rồi, Đoàn Minh Huy. Rồi, Trần Hiếu Bảo Nguyên. Rồi, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, Nguyễn Ngọc. Bạn Uyên với bạn Ngọc thì thường thường là các bạn học chung một máy đúng không? Rồi thì cô cho hai bạn riêng nha. Rồi, Đặng Hữu Chí.
Ôi rồi ấp nhiều trứng quá nặng các con ạ. Vũ Gia Linh à? Trần Thành Duy, nhớ comment tên cho cô nào. Em là học sinh mới, Hoàng Khả. Ok. Thế cô cho tên rồi nhá, Dương Đức Minh. Dương Minh hôm trước ghi tên chưa nhỉ? Dương Đức Minh hôm trước ghi tên rồi. Bùi Gia Long có rồi, Nguyễn Hà An có rồi, Nguyễn Thu Hiền có rồi. Lê Khánh Sơn á, em comment cho cô nào. Con là học sinh mới, Bảo Nguyên à. Đấy. Nguyễn Phan Phúc Điền có rồi này, Trung Kiên ghi rồi này, Phương ok rồi, Ly Trần Nguyễn Ly, Bùi Gia Long, Minh Phúc Nguyên, con mới bắt đầu buổi đầu, Thành Duy buổi đầu nhỉ, ok, con Trần Nguyên Khang chưa có trứng ạ, để cô xem nào, Trần Nguyên Khang, rồi cô add Trần Nguyên Khang rồi nha, Lê Khánh Sơn. Có rồi này. Phạm Minh Phương có rồi này. Vũ Chi Mai tên mới. Đó. Ok. Nguyễn Hiền Phương. Hà Minh Tú. Vũ Chi Mai rồi. Trần Thanh bạn mới à? Trần Thành Duy mà. Phạm Danh Hoàng Hiệp rồi. Game gì vậy cô? Cô muốn kết bạn với cô rồi. Trên nhóm Zalo có thể nhắn tin mà. Rồi ok. Nguyễn Hoàng Dũng hello rồi. Con nữa cô Nguyễn Văn Phúc Diễn hả? Con Trần Hiếu Bảo Nguyên học sinh mới. Ok, Trần Hiếu Bảo Nguyên học sinh mới. Trần Thành Duy cô ghi rồi. Trần Thành Duy cô ghi chưa? Chưa hi. Trần Huyền Ly mới học hôm nay. Ok. Ôi lớp mình hôm nay đông thế. Lớp mình đông như này làm sao mà điểm danh xuể nhỉ. Thôi không sao, không sao. Trứng thì cứ ấp cả chục thôi. Chả sao cả đúng không? Nguyễn Ngọc Trúc Lâm có chưa? Trúc Linh và Trúc Lâm đúng không? Trúc Linh và Trúc Lâm. Nguyễn Phạm Hoàng Kha. Hôm nay con mới học buổi đầu tiên. Ừ, cô vừa ghi tên của Hoàng Kha rồi nhá. Nguyễn Hoàng Minh Phương, Trần Thành Duy, hello hello rồi, anh Thư nào vậy cô Ngọc, nhiều anh Thư lắm, các bạn phải ghi rõ đầy đủ họ tên nhá. Nguyễn Ngọc Diệp có rồi, Hà An có rồi, hôm nay có 90 bạn, ngày xưa là lớp mình là 180 bạn cơ, nhưng mà tại vì trùng lịch ấy, cho nên là bây giờ chỉ còn 90 bạn thôi, cho nên là các bạn cố gắng sắp xếp lớp nhá. Em là học sinh mới hôm nay Tú Anh ạ. Thế Tú Anh ghi tên đầy đủ cho cô nào. Hello. Yeah, okay. Just stop here. I know that is enough today. Now today we have, rồi hôm nay các bạn đều có mặt ở đây rồi đúng không? Yeah, now. Như thường lệ là mình sẽ thế nào nhỉ? Hôm trước cô giao bài tập về nhà là gì nhớ không các bạn? Các bạn có nhớ hôm trước cô giao bài tập gì không? Các bạn comment cho cô nào. Hôm trước mình giao bài tập gì nhỉ? What our homework in the previous class? Do you remember about the homework? Các bạn có nhớ homework hôm trước là gì không? You don't remember. Oh my god, you say to me you don't remember. Nào các bạn comment cho cô nào. Now comment cho cô biết là hôm trước mình đã học bài gì nhỉ? Và các bạn, yes, we have a game. Thank you, Hiệp. Nhắc cho các bạn rồi. We have a game on quizzes, right? Yes. And today I will check. Cả lớp mình sẽ cùng kiểm tra xem là bài tập hôm trước, bạn nào là bạn vừa trả lời nhanh nhất và đúng nhất tất cả các câu hỏi nhá. Các câu hỏi hôm trước mà cô giao bài tập về nhà khá là khó đấy. Không dễ đâu, tại vì cũng có một phần một số là mình có những câu đánh lừa đúng không? Yes, we study about animals. Yes. Yeah, đúng rồi, mình học về animals, right? Và chúng mình có bài tập về nhà như sau. Đó là ở dạng quiz game, right? Và bây giờ lớp mình sẽ cùng chữa bài nhá. Okay, are you ready for the checking? Yes or no? Yes or no for the checking. Yes, okay, thank you. Yes, now, so
Look at this, look at this. Okay, my cuties, look at this. We have the quiz, right? Wow, and the first people here, we can say that is Nguyễn Ngọc Hương, huh? Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh. Oh my God, look at this. Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh nha. Bạn Hương Quỳnh sẽ được cộng được 2 nốt về phần on task nha. Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh hôm nay sẽ được cộng 2 điểm chính và on task, và các bạn 10 bạn đầu tiên đứng đầu danh sách sẽ được cộng 2 điểm vào trong Class Dojo vào phần on task nha. Chúc mừng các bạn nha. Yes, okay. Đinh Khánh Vi, con học sinh mới. Okay, I know. Tắt chat nào. Yeah. Rồi bây giờ chúng mình bắt đầu chữa bài nào. Mình sẽ nhìn nào, có bạn Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này, Đỗ Bảo An, Võ Minh Khang. Ôi ngạc nhiên chưa, Võ Minh Khang lần này đã leo lên vị trí thứ 3 sau bài hôm trước còn khá nhiều bỡ ngỡ đúng không con? Dạ, yeah. Nguyễn Trung Kiên. Wow, bạn Nguyễn Trung Kiên, con nhớ là bạn đấy để nick là VTA, right? Bạn này cũng khá là ấn tượng. Khánh Bình này, An Phú. Ôi trời ơi, đã nhìn thấy An Phú rồi. Hoàng Thùy Anh, Dương Đức Minh. Hà Bình An làm mấy lần đấy con? Hà Bình An này. Bạn Nhã Nguyễn hình như là, đây bạn nào đây? Bạn Nguyễn Hoàng Dũng. Bạn Nguyễn Hoàng Dũng, bạn Kim. Bạn Kim là sao nhớ để tên đầy đủ nhá, không là cô không biết bạn Kim nào đâu, lớp mình nhiều bạn Kim lắm. Nguyễn Thúy An, đâu xem nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ok, cho đến bạn Nguyễn Hoàng Dũng thì mình sẽ được cộng ngay 2 điểm on task và bảng điểm danh nhá. Mình sẽ có điểm, right. Now so, để dành cho những bạn lần vừa rồi là đã có 155 bạn. Yeah. 155 bạn gửi bài tập về cho cô. Và nhìn đây các bạn, size khá là ít thôi, không nhiều. Đấy, size chỉ có từ 2 đến 5 câu, 6 câu là cùng thôi, đúng không? Rất là giỏi. Còn những bạn này là thế nào đấy? Rồi, để cho các bạn mà bị sai nhiều, đúng không? Để mình còn chữa bài nhá. Thì mình bắt đầu xem bài nha. Ok, library like... Mình xem nào. Ok, preview. Can you see the screen? Mình nhìn thấy màn hình chưa nhỉ? Các con nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Nếu nhìn thấy màn hình rồi thì nhấn nhất icon raise hand to let me know that you can see the screen. Yeah, ok. Let me know that. Yeah, 25, 26. Các bạn nào, các bạn use the icon raise hand to let me know that. Let the teacher know that you can see the screen. Good job. Okay. Okay. Wait a little bit. Các bạn tập trung ở đây nào. Wait a little bit. Mình chuẩn bị vào xem nào. Mình chuẩn bị vào xem nào. Oh, trời ơi, mình chữa bài. Chữa bài luôn luôn là cái phần mà cũng khá là khó mà cũng khá là dễ đây, đúng không? Oh. Cô thấy bạn Trần Nguyên Khang và bạn Minh Khang giống nhau thế. Ôi sao mà lại giống nhau thế này? Ôi từ từ, bạn Minh Khang và bạn Trần Nguyên Khang giống nhau lắm. Đây, đây đây đây, đây. Ôi sao giống nhau thế? Ôi có phải là hai anh em không? Từ từ đã nào, ôi. Các bạn ơi. Từ từ đã, để cô lót cái game đó. Oh no, oh my god, look at this. Đây để... hello, Trần Nguyên Khang, em Minh Khang. Các bạn có thấy các bạn giống nhau không? Hello, cô, không ạ. No. Giống nhau à, cả lớp có thấy giống nhau không? No. Nhưng cô lại thấy ở quan trọng khá là random là cô thấy tất cả giống nhau thế. No, không phải anh em à? No. Rồi, không phải anh em. No, 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 brother. Ok nào, cả lớp sẵn sàng chưa? Yes, teacher. Yes, teacher. That's good. We will... nào, các bạn tự tắt mic nha. Tắt mic nha. Ok, tốt. Now, start. Yeah. Thank you.
was the ship doing? Do thì đang làm gì ta? Was the ship doing? Cô sẽ mở phần chat cho các bạn nhá. Okay, was the ship doing? Can you answer the question? Okay, can you answer the question? One, exactly. It's walking. Good job. Yes. The second, what are they? Once again, what are they? Of course, they are horses. Đây là những từ đúng không? Right. Okay, focus on this. What is it doing? What is it doing? Các bạn có thể comment cả câu đầy đủ nhé. Các bạn có thể comment cả câu đầy đủ cho cô để cô biết nha. Chứ đánh một, đánh hai không biết đáp án nào đâu. What of? Okay, it's flying. Bơi. Okay, what are the girls doing? What are the girls doing? Eating hay là they are eating nhỉ? Nào đang có hai đáp án đang được phân vân ở đây rồi. Ok nào, chốt lại nào. Yes, they are eating. Thank you. Yes. Ok, question 5. What color is this? What color is this? Trả lời rất đúng, black and white. Okay, and what is this? What is this? Yes, it's easy to out of you. Đây là con gì đúng không? It's a cat. Mời đi ạ. Okay, the next question, what is the baby dog called? What is the baby dog called? Yeah, what you put? Yes, puppy. Okay, great, puppy. She is my English teacher. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh của tôi. Nào. Okay. Her, đúng rồi, her name. Sao? What name is? Yeah. Her name, tên của cô ấy. Mà gì ạ? Okay. Will write on the board. Write on the board. Write the word. À, puppy chính xác Khánh Bình. Comment rất đúng Khánh Bình mình luôn. Puppy. Tất cả các bạn comment puppy rất nhanh thì sẽ được cộng điểm nhá. Okay, what is this? What is this? Yes or no comment? Yes. Oh, các bạn comment rất là nhanh. Yes, okay, great. One is a cow. Chính xác. Exactly. Okay, and what is this? What is this? Đây là con gì ta? It's a duck. Đây là một con vịt. Great.
What's it doing? Nó thì đang làm gì đây? It's eating. Good job. Các bạn làm nhanh quá. Cô còn chưa đọc xong câu hỏi các bạn đã làm rồi. Ok. Quan đến những lỗi này. Hỏi không nhìn thấy đúng không? Ok, look at this. Mình có những cái câu như sau này. Câu puppy đúng không? Yeah. Rồi, có vẻ như là quiz đang bị lỗi một chút. Mình sẽ review lại nha. Xem nào. Okay. The hard question here. What is doing? Look at this picture. What is doing? Yeah, it is playing. Good job. And how many horses are there? Look at this. Four. Yes, I can count. Maybe it's over four. 1, 2, 3, 4. Okay, and choose the odd one out. Chọn con vật mà khác biệt với các con còn lại nào. 1, 2, 3, or 4. Cat. Yes. Cat or chicken. Okay, we will stop this quiz here. Tại vì quiz đang lỗi, mình phải tự review lại nhá. Oh, trời ơi, I'm waiting for the quizzes now. It's so hard to load in. Yes. Wait me a second. Đợi con một chút nha. Wait me a second. I will load the game for you. Okay. We'll start again. Are you ready for the start again? Các bạn, lần sau nha, từ buổi sau lớp mình còn sẽ có một kiểu là làm bài trực tiếp. Các bạn sẽ làm bài trực tiếp ở trên đây cơ. Các bạn sẽ làm bài trực tiếp ở trên Quizit nha. Okay. You ready? Start again. Okay, we have, they are running. Good. And what are they? Yes, they are pigs. They are những chú lợn.
vừa nãy mình có nói chung lại hỏi được đúng không? They are eating. Ok, it's hot. Nào, sao bạn nào comment nhanh nhất cho cô cái từ này nào? Why it's important? Nào, có bạn comment được đúng rồi. Khánh Bình comment được đúng rồi. Khánh Bình, yeah, Turtle, good job. Turtle. T-U-R-T-L-E. Đúng rồi. Ok, what is this? Tự thao, con này vừa làm rồi. Tất cả các comment của các bạn sẽ được cô lưu lại ở trong một Zoom. Cho nên vì vậy những bạn nào comment bài tốt thì cô đều có thể biết được nha. Ok, you, yes, exactly, you. Yeah, they are or it is one or two please, just one or two. Yes, exactly two. Good job, class. They're drinking. Good job. Yes, in the first question we have seen yes walking. People, yeah, walking. Yes. Chó con, puppy. They are horses. Vừa rồi mình vừa làm đúng không? They are horses. Okay, choose the good one out. Choose the good one out. The cow, the cat, or the or so. One. Ôi bây giờ đã có số câu hỏi đáp án rất là nhiều. Thì vừa nhá.
vì bức tranh đầu có cả con mèo, con bò ấy. Ok, what is it doing? Yes, it's playing. Con mèo đang chơi, right? Good. Playing. For the quiz today. Trần Nguyễn Khang, cô vẫn ghim Trần Nguyễn Khang à? Ok. Yes. Mình vừa rồi mình vừa chữa bài xong bài tập về nhà của chúng mình đúng không? Trendy, nice questions and it's a little bit hard for you. Tức là có một số các câu hỏi khá là lừa và bạn phải khá là tinh mắt thì các bạn mới có thể làm được đúng không? Ok. Và hôm nay cũng sẽ có bài tập như vậy nữa. Right. Và bài tập sau buổi ngày hôm nay thì cũng sẽ khó hơn một chút. Sẽ khó hơn một chút nha. So we go on the class today. Yeah, bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đây. Bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đây vẫn xoáy sâu vào câu chuyện hỏi con vật đó đang làm gì thôi. Không có gì khác cả. Tuy nhiên là mình sẽ được nghe một câu chuyện. Yeah, mình sẽ nghe được một câu chuyện nhỏ xinh xinh để mình biết là nội dung câu chuyện là như nào nhá. So let me share the screen now. Let me share the screen. Now are you ready for the PowerPoint now? Mã lớp mình trên Quizy là gì vậy cô? Cô sẽ gửi cho các bạn mã lớp học của mình trên Quizy sau nhá, ở trên Zalo sau nhá. Ok, rất tiếc cho bạn nào mà bài vừa rồi sai từ 3 câu trở lên nhá, là mình cần phải làm lại bài này ngay đấy. Con thỏ đi cô. Vẫn nhớ con thỏ. Ok, nào bây giờ mình sẽ phải vào bài nhá. Animals on the farm. Look at the screen. Can you see the screen? Cả lớp có nhìn thấy màn hình không nhỉ? Can you see the screen? Can you see the screen? Mệt đúng không cô? Không. Trời ơi, khi mà học với các bạn cô tự nhiên hết mệt luôn, tin không? Yes, okay, you can see the screen. Thank you. Quả Minh Khánh à, you're a new student or not? Quả Minh Khánh là học sinh mới hả? No?
Nào, cô sẽ mở lại cái screen nào. Yeah, of course. Okay. Look at this. We will listen to the story. Yes, we will listen to the story now. Mình sẽ nghe câu chuyện này nhá và đoán xem câu chuyện này nói về gì nhá. Are you ready? Are you ready? Are you ready for the? Yes, Khánh Bình say yes. So, let's start it. Nào các bạn nào, nếu mà bạn nào mà cảm thấy là mình không nghe rõ thì mình chuẩn bị lấy cái tai nghe ra để cắm vào tai nhá. Okay, listen. Pages 68 and 69. Activity 5. Listen to the story, Lunchtime. Is that your... 69. Activity 5. Listen to the story, Lunchtime. Lunchtime. Is that your horse? Yes, it is. What's it doing? It's eating an apple. What's the goat eating? It's eating hay. What are the hens eating? They're eating worms and bugs. Worms and bugs? Oh no! Are you ready for lunch? Yes, but no worms and bugs, please! Okay, listen again for the story and I want to, trong cái câu chuyện lunch time này đến bữa trưa đúng không? Thì có bạn nam và bạn nữ hỏi nhau rằng là về nông trại của bạn, đúng chứ? Và trong nông trại này, is that your horse? Is that your horse? Ngựa của bạn à? Kia là ngựa của bạn à? Thì bạn nữ trả lời, yes, it is. Right now. Thì bạn nữ trả lời là yes, it is, right? Okay. Tiếp theo đó bạn nam tiếp tục hỏi. Bạn nam tiếp tục hỏi. What is doing? Nó thì đang làm gì tại ta? Thì bạn nữ trả lời là is eating an apple. Con ngựa thì đang ăn gì đây? Nó thì đang ăn gì nhỉ? Quả táo. Đúng rồi, ngựa ăn táo đó. Tiếp tục bạn nam rất tò mò. Rất tò mò đúng không? Bạn nam rất tò mò về bạn dê. Ok, bạn nam tò mò về bạn dê và vậy tiếp tục bạn hỏi là what's the goat eating? What's the goat eating? Con dê thì ăn gì vậy? Con dê đang ăn cái gì đấy? Đúng không? It's eating hay. Ok. Is eating hay. Nào các bạn nhìn kỹ nào, cái hay là cái gì đây? Hay. Các bạn có thể đoán được xem cái hay là bạn goat bạn ăn là gì không? Hả? Đâu comment cho cô biết nào. Lúa. Lúa. Mật ong. Now, what is the hay mean? Rum. Oh, tiếp tục. Cái gì? Rơm đó cô. Nào, tiếp tục là bạn nào đoán đúng. Rồi, rơm. Lúa. Ok, đây bây giờ sự khác nhau giữa lúa và rơm. Tiếp tục lớp mình lại có một cuộc tranh cãi với nhau rằng sự khác biệt giữa lúa và rơm là gì. Rồi, các bạn đều nào lúa mạch. Các bạn có comment là lúa mạch cơ. Nào, úi giời. À, hay là gì ta? Ui. Cái này tranh đấu hay quá. Nào bây giờ các bạn sâu rõ cho cô biết là thế sự khác biệt giữa lúa và rơm. Trời, lúa và rơm có gì khác biệt nhau hả? Ok, lúa và rơm có gì khác biệt nhau? Mà có bạn comment là lúa mì nữa cơ. Đâu có xem nào, rơm, lúa, thế bây giờ tóm lại là cái gì? Oh, what does the hay mean? Hoàng Hạnh đâu rồi? Cô mở app Hoàng Hạnh nào. Hoàng Hạnh nào? Ok, I see that you have the phone now. Bây giờ Hoàng Hạnh sẽ thay mặt cả lớp nào trả lời cho cô. Hay là gì?
Yes? Now. Cỏ khô. Yes, cỏ khô. Mà đúng rồi, mà ở Việt Nam mình người ta gọi là gì nhỉ? Là rơm á. Ok, rơm là cỏ, rơm với cỏ khô nhá. Rơm thì chỉ là, rơm là chỉ là gì nhỉ? Rơm là chỉ là cái gì? Con giải thích cái từ rơm trong tiếng Việt là gì nào? Rơm ấy. Có bạn nào biết không? Có bạn nào biết không? Hỗ trợ Hoàng Hạnh nào. Raise hand. Nào giơ tay này if you know. Bạn nào ở nhà làm nông? Bạn nào ở nhà làm nông? Đâu? Ngọc Khuê biết không? Rồi Ngọc Khuê đợt này học bài tốt lắm. Oh, okay, Ngọc Khuê. Can you explain for all the class about the word rơm in Vietnamese? Rơm là gì? It, con nghĩ là cỏ khô là rơm. À, tức mình nghĩ cỏ khô là rơm rồi. Em có nghĩa là biết là Hoàng Hạnh trả lời đúng là cỏ khô, nhưng mà mình cũng phải là lái nó sang rơm đúng không? Thế bây giờ rơm là gì? Cả lớp có biết không? Nào, rơm. Nghiệp Phạm, Phạm biết à? Nghiệp Phạm trả lời được không? Sau khi lúa chín là thu hoạch. Ừ. Dạ con nghĩ là người ta sẽ lấy lúa rồi người ta sẽ chặt ra là người ta sẽ đi phơi khô. Ờ đúng rồi, lúc đấy mới gọi là rơm đúng không? Cái đấy mới gọi là rơm các bạn nha, chính xác. Các bạn trả lời đúng rồi. Rơm là khi mà lúa mà mình gặt xong ý. Nếu mà nhà làm bạn nào mà làm nông nghiệp ấy thì các bạn có thể là rõ hơn về vấn đề này đúng không? Lúa sau khi gặt thì mình phơi khô thì mình mới có cái rơm mà mình đắp lên thành đống như này này. Còn cỏ khô mà các bạn dê ăn ấy là những cái cỏ dại, những cái cỏ mà cỏ dinh dưỡng mà, hoặc là cỏ dinh dưỡng ấy mà người ta trồng lên, người ta gọi trồng cỏ để cho con dê nó ăn ấy. Chứ con dê nó không có ăn được cái rơm đâu các con. Right. Đây là một kiến thức ở ngoài lề đúng không? Đây là một kiến thức background khá là quan trọng để cho các bạn hiểu nhá. Chứ học tiếng Anh mà mình không biết kiến thức ngoài lề thì cũng không tốt đâu, nghe chưa? Rồi, tại vì cô thấy các bạn comment rơm quá trời luôn, nhưng nó không phải rơm đâu, nó là cỏ đó, là cỏ khô. Ok, hey, right, ok, nào mình tiếp tục bài học nhá. Thank you hai bé yêu của cô nha. Rồi, các bạn đã rõ chưa? Các bạn đã rõ chưa? Yeah. Rồi, các bạn rõ chưa? Comment. Oh, xin lỗi, bây giờ cô mới mở chat. Yeah. Rồi, tốt. Nào, ok, dạ rõ rồi nha. Đương nhiên rồi, ở Việt Nam thì mình cũng dùng cái từ hay là rơm. Tuy nhiên là để rõ hơn thì là cái con dê thì nó ăn cỏ khô nha. Nó không có ăn rơm đâu các bạn nha. Nhớ nha. Remember this. Ok, nào, next, cái bạn Nam hỏi tiếp. What are the hens eating? The hens here có nghĩa là những cái bạn gà mái. Yeah, the hens. Thì bạn nữ trả lời, they are eating worms and bugs. Nào, bây giờ mình có cái từ nào nhỉ? À, cô lấy cái bút viết vào đây đó nha. Where's my pen here? Okay, we have deer and we have the word worms and bugs. Worms and bugs. Okay, worms and bugs. What do they mean? What do they mean? Các bạn biết worms and bugs, what does it mean? Con giận cô luôn, trời. Con không mở được mic, trời. Nào, trời buồn. Cô ơi, con dây ăn rơm hay ăn cỏ lúa? Đương nhiên là ăn cỏ rồi. Cỏ nha, cỏ khô nha, sâu và bọ. Chính xác, rõ, chính xác rồi. Từ worms and bugs là sâu và bọ nha. Bạn gà mái ăn sâu và bọ nha. Sao bắt đầu bạn Nam kiểu worms and bugs? Oh no, worms and bugs? Oh no. No, right. Nghe là gì ghê rồi. Ok. Sau tiếp tục bạn nữ hỏi trêu là are you ready for the lunch? Bạn đã sẵn sàng để ăn bữa trưa chưa? Sau thì bạn Nam sẽ trả lời là yes, but the worms and bugs, please.
Đương nhiên rồi, tớ sẵn sàng cho bữa trưa rồi, nhưng mà không phải là ăn giun với cả ăn sâu đúng không? Ok nào, bây giờ cô sẽ cần hai bạn đúng không? I need two. Cô sẽ cần hai bạn để có thể là đọc cho cô câu chuyện này trước cả lớp nhá. Ok. Who can? Now raise your hands, raise your hand. Các bạn có thể dùng icon hoặc là dùng raise hand ở trên màn hình cô có thể xem được nhá. Ok, Hiệp Phạm ơi, hồi Phạm hôm nay máu thế nào? Bây giờ xem Hiệp đâu nhỉ? Máu lửa đấy. Nào, Hiệp đâu? Where's Hiệp? Hello, can you hear me? Yes. Okay, but I need to see you. Bây giờ cô phải xem bạn ấy đang ở đâu đó, bởi vì ở trên cái thanh này nó không có hiện tên, không có hiện Hiệp Hiệp lên. Cái màn hình của Hiệp đâu ấy nhỉ? Hiệp nói to lên xem nào cho nó hiện lên nào. Ok, here, 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 here. Are you here? Ok. Tiếp tục nha. Hôm nay Hiệp Phạm muốn tích điểm, nhiều điểm không? On task luôn. Dạo này cô thấy có nhiều khuôn mặt lắm, nhiều cái khuôn mặt mà cô phải phải cạnh tranh kiểu cuối tháng ý. Bây giờ cũng là ngày bao nhiêu rồi con nhỉ? Oh, what is the date today, Hiệp? It's your smell. Yeah, you don't know about the date. Oh my God, you're a student and you don't know about the date. Today is the 15. Yeah, hôm nay là ngày 15. Nó cuối tháng thì cô sẽ tổng kết lại bảng điểm của lớp mình. Các bạn nào điểm cao nhất trong quá trình ở trên lớp Class Jojo thì mình sẽ có quà và cô sẽ hỏi địa chỉ và gửi quà về cho các con á. Đây là quà của cô Ngọc nha. This is from me, right? Ok. Nào bây giờ Hiệp Phạm nha, mình đang có một cái bạn nữ rất là xinh và bạn Hà Min Tu Tu ấy. Bạn Hà Min Tu Tu rồi, bạn bạn bây giờ bạn nữ và bạn bạn nữ đâu nhỉ? Bạn Hà Min đâu nhỉ? Ô, hôm nay lại tống cái gì Giang, Giang đúng không? Giang lại để đánh V2A2, cô lại không nhận ra. Hà Min đâu rồi? Hà Tu Tu cái gì ý? Tên đầy đủ là gì nhỉ? Đâu nhỉ? Đây. Con đây ạ. Hà Min. Không có áp đi. Con đây ạ. Ô, con đâu? Con đâu? Rồi, đúng con chưa? Tên này. Rồi, Rồi ạ. rồi, thế bây giờ nhá, bây giờ Hiệp Phạm và Hà Min được chưa? Hiệp Phạm và Hà Min sẽ thay mặt cả lớp. Rồi, và các bạn sẽ đọc câu chuyện này nhá, thật chuẩn, thật rõ ràng nhá. Bottom side là không phải trong lớp cô Ngọc đâu nhá, được chưa? Ok, are you ready? Yes. Yes, okay, I will see the screen and Hiệp Phạm will read out loud this story. Chuẩn hơn đài nhá. Ok, the first. Hiệp Phạm, please. Đọc chưa ạ, cô? Ừ, Hiệp Phạm bắt đầu nào. Lunch time. Is that your horse? Yes, yes, it is. Nào, Hiệp Phạm trả lời What nào. it's doing? It's eating an apple. What's the goat eating? It is eating hay. What are the hens eating? They eating worms and bugs. Worms and bugs? Oh no! Are you ready for lunch? Yes, but no worms and bugs, please. Ok, và bây giờ tiếp tục nhiệm vụ của hai bạn là dịch đoạn hội thoại này nhá. Ok, start with Hiệp Phạm first. Đấy có phải con ngựa của bạn không? Đó, đúng vậy. Nó đang làm gì? Nó đang ăn quả táo. Con dê đang ăn gì? Nó đang ăn cỏ khô. Con gà mái. đang ăn gì? Nó đang ăn sâu và giun. Bọ.
Nào, cứ phạm nào. Sâu và bọ. Ô. Đoạn này mình sẽ diễn tả nào. Sâu và bọ. Ôi sâu, ôi sâu. Ừ, đúng rồi. Bạn đã sẵn sàng cho buổi ăn chưa? Chưa. Rồi, nhưng không sâu và bọ nhé. Đúng rồi, các bạn dịch tự nhiên rồi, tốt lắm. Dạ, tức bây giờ là bạn đã sẵn sàng cho bữa trưa chưa? Thì Hiệp Phạm trả lời là ừ, đương nhiên rồi. Nhưng mà không phải là có sâu và bọ nha, là mơn. Right, ok. Wow, hai bạn đỉnh quá nhà. Là tiếp tục nào, mình sẽ gọi tiếp theo một cặp nữa nào, một cặp nam nữ nào. Đỗ Bảo An hôm trước có điểm rồi, nhưng mà của Đỗ Bảo An này Khuê vừa có điểm rồi. Trần Nguyễn Khang à? Trần Nguyễn Khang à, đang muốn tham gia không? Thùy Dương, Hoàng Anh, đâu ạ? Thú Phương. Thú Phương nhiều điểm quá rồi đấy. Thú Phương hơi bị nhiều điểm đấy con ạ. Để cho cô xem một số các bạn mới nhá. Bạn Thùy Dương đang học ở Pantado rồi đúng không? Nào thử xem học sinh của cô nào đây. Ơi, học sinh của cô nào đây? Cô mở mic nào. Ok, hello Hoàng Thùy Dương. Hello teacher. Ok, I see that you are studying in Pantado, right? Con đang học ở Pantado đúng không? Yes, yes. Ok, bây giờ con sẽ tìm cho bạn Thùy Dương một bạn nữa nhỉ. Nào, who can? I need a boy. Nào, cô cần một bạn nam. Ui, bạn Cao Danh Lưu. Ui, tớ xin phép được. Tớ xin phép được admin bạn này lên. Tại vì bạn quá đẹp trai. Nào, đây, 10 điểm cho các bạn. Rồi. I don't know about your name, so is this your name? Cao Danh Lưu hả? Yeah. Ờ, con tên đầy đủ là Cao Danh Lưu hả? Yeah. Oh my god, you are the new student, right? Bởi vì trong class dojo cô không hề thấy có cái tên này. Yeah, đúng rồi. Yes, you are the new student. So I will put your name. Yeah, I will add your name later. So now, bây giờ nào tiếp tục là Thùy Dương và Cao Danh Lưu nhá. Các bạn cố gắng nào, các bạn thử nói chuyện với nhau một chút nào để xem là có phát âm chuẩn không nào, có nói chuyện với nhau không nào. Thùy Dương mở mic nào. Okay, are you ready for the story now? Thùy Dương and Cao Danh Lưu. Yes or yes. No? Yes. Yes. Okay, let's start it. Như Hiệp Phạm và Hà Minh nha, thì các bạn làm rất là tốt, đúng không? Thì mình sẽ xem là hai bạn này có làm tốt như là bạn Hà Minh và bạn Hiệp Phạm không nhá. Và cả lớp cùng xem nào. Okay, look at this. Okay, Cao Danh Lưu first. Anh lát quá vậy cô. Cao Danh Lưu hình như không ấy được đúng không? Cao Danh Lưu bị lát rồi. Nào, thế bây giờ cô sẽ xem nào. Dạ phải tắt mic hết con. Đỡ lát cô. Ok. Thế thì bây giờ hơi khó rồi đúng không? Thì cô cần một bạn khác rồi. Thế Cao Danh Lưu ngồi xem nhá. Nào, để tôi xem nào. Cái bạn Hoàng Tú Phương đâu rồi? Cô xem nào, Hoàng Tú Phương của cô đâu rồi? Cô chạy đâu mất rồi? Không à? Không là bạn. I'm over here. Yeah, where is my student? Me, I'm here. I am finding you, Hoàng Tú Phương.
rồi, 10 điểm con. Hôm nay con có cái background như cô luôn. Bạn Hoàng Tú Phương là bạn học sinh ngày hôm nay đã cứu lớp mình ấy, biết không? Tại vì là bạn ấy đã phát hiện ra rằng là Zoom này có một chút lỗi. Đấy, và bạn ấy đã giúp lớp mình là hôm nay có thể duy trì lớp học rất là tốt. Và cô sẽ cho bạn 2 điểm participate. Ok, bạn Hoàng Tú Phương, are you ready for the story now? Yes, I'm okay. Ready. Okay, do you want to be a boy or the girl? Girl. Yes. Thùy Dương thành the boy hả? Thùy Dương? Wait. Okay, Thùy Dương, how about you? Do you want to be a boy or the girl in the story? Girl. Yeah, bây giờ hai bạn đều muốn thành the girl, so... So how can I deal with this? Nào bây giờ các bạn, nào các bạn get the deal. Nào bây giờ sẽ học một cách thỏa thuận đúng không? Cao Danh Lưu hiện tại bây giờ bạn ấy đang bị dermic, right? Và bây giờ chúng mình phải học cách để deal với nhau đúng không? Mình sẽ học cách deal với nhau là bây giờ các bạn thỏa thuận với nhau nào. Nào bạn nào, bạn nam và nào bạn nữ? Me is girl, not boy. I don't like boy. Okay, Hoàng Tú Dương nào. Do you want to be a boy or the girl? Girl, not boy. I don't like. Mình thỏa hiệp chứ. Bây giờ con hỏi bạn Hoàng Tú, bạn Thùy Dương xem là bạn muốn thành nhân vật nào nào. Mình phải thỏa hiệp chứ đúng không? Bây giờ mình thống nhất đúng không? Làm việc nhóm mà. Nào Hoàng Dương, Thùy Dương đúng không? Rồi. Thế Tú Phương với Thùy Dương là bây giờ mình tù xì à? Hay là mình làm nào để mình thống nhất nào? I don't know. Bây giờ là Hoàng Tú Phương nào kiên quyết là một tiếp cô gái rất mạnh mẽ và các bạn ấy luôn luôn là có một cái chính kiến nhất định đúng không? Đấy. Trong một nhóm là mình là có một cái người là chính kiến cực kỳ là vững vàng này. I just want to be the girl, I don't want to be the boy, right? Nhưng mà đây chỉ là một câu chuyện thôi đúng không? Và mình sẽ học cách để thỏa hiệp nhóm nha. Và Hoàng Tú Phương sẽ hỏi Thùy Dương là bây giờ em phải học cách là hỏi cái bạn partner của mình là muốn thành nhân vật nào chứ đúng không? Mình phải hỏi trước rồi xem mình cùng làm với nhau để mình có bài tập tốt nhất thôi đúng không nhỉ? Ok. I am a boy. Yeah. Hoàng Tú Phương want to be a boy. Thùy Dương thì sao? Because she is a girl. Yes. Ok. Mục đích của việc này là gì? Cô muốn các bạn là học được cách đúng không? Học được cách làm việc nhóm. Ok. Mình học được cách làm việc nhóm, mình sẽ phải thỏa hiệp đúng không? Và mình đúng rồi. Và sau bài này cô cũng muốn là các bạn là học được một cách là mình thỏa hiệp để có một cái nhóm làm việc tốt nhất. Ok, nào bây giờ nào, let's check the story now. Ok, Hoàng Tú Phương, you first. What is that your horse? Yes, it is. What is this doing? It's eating an apple. What is the goat eating? It's eating hay. What are the hens eating? They eating worm of bugs. Worm and worms and birds. Oh no! Are you ready for lunch? Yes, but no worms and birds, please. Oh my God! Look at my girls now. Look at my. Oh, Cao Danh Lưu khoe gì cho cô đây? Ok, nào, rất tốt. Nào, mình chỉ cần lưu ý một chút là một số những cái từ mà có âm gió ấy, những số cái từ mà chỉ số nhiều ấy, đúng không con? Thì mình phải đọc rõ âm S ra nhá. Thế thôi. Rồi, và hôm nay đã có một bài học thực sự là rất là bổ ích cho các bạn rằng là khi mà mình làm việc nhóm thì mình sẽ tập trung vào kết quả đúng không? Là mình muốn bài tập nhóm mình tốt nhất. Lý do tại sao cô lại làm như vậy? Tại vì lớp mình sắp tới sẽ chia ra làm 5 nhóm. Ok.
Toàn cả lớp mình sẽ chia ra làm 5 nhóm và mình sẽ có những bài tập nhóm để có thể canh đua nhau. Ok, giống như kiểu mình chia team ra để mình thi đấu đấy. À, lớp con cũng hay chia team thế cô ạ. Ừ, chia team ra đúng không? Và xem nào. Sau bài này thì mình sẽ có của Hoàng Hiệp, Hoàng Tú Phương, Thùy Dương và bạn vừa rồi bạn tên gì nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. Bạn rồi tên gì nhỉ? Ừ, Cao Danh Lưu đúng không cô? Không, Cao không phải Cao Danh Lưu. Cái bạn nữ mà ghép cặp với cả bạn Hiệp ấy. Ngọc Khuê. Ờ đúng rồi, Ngọc Khuê right. Thì bốn bạn này sẽ hôm nay sẽ được điểm on task đúng không? Và một số các bạn mà ở trên comment nhá. Các bạn ở trên comment ngày hôm nay comment mà trong lúc mà làm bài trên quiz gì ấy mà các bạn comment rất là nhiều ấy. Cứ 5 bạn comment nhanh nhất và đúng nhất sẽ được cộng điểm on task. Đúng không? On task. Và cô sẽ cộng điểm và cô sẽ lưu ở trên máy nhá. Rồi các bạn comment rất là tốt. Hôm nay đặc biệt lưu ý cô nhìn thấy có những cái tên mà comment rất là nhiều và rất là đúng. Đó là bạn Hà An này. Đúng không nhỉ? Nguyễn Lương Hà An này. Đấy. Úi dồi ôi, Nguyễn Lương Hà An lại mấy giờ bãi chiều à cô? Úi dồi ôi. Mấy giờ bãi chiều? Trời đất. Nào, có bạn Quảng Minh, có bạn gì đây? Có nhiều bạn lắm, kiểu bạn bạn Hiền này, bạn Diễn này. Rất nhiều. Kim bạn nào đây? Có nhiều lắm cho nên cô phải tua lại để cô xem. Tuy nhiên là những có tầm 10-15 bạn đấy là comment bài rất là nhanh. Đúng mà các bạn làm bài cũng có thể nói là những cái tên mà làm bài rất là nhanh ở trên quiz gì. Rồi, trước đây. Oh, who is talking? Okay, stop sharing here. Nào, và bài tập của mình ngày hôm nay đúng không? Bài tập của mình ngày hôm nay sẽ là một bài tổng hợp. Và cô sẽ đăng trên nhóm Zalo vào ngày mai. Và các bạn sẽ chú ý xem trên nhóm Zalo cho cô nhá. Ok. Ok. Và this is the end of the class now. Hôm nay mình đã phải cố gắng là mình chữa bài ở trên Quizzy rồi. Lượng kiến thức cũng khá là nhiều. Thứ nhất là về các con vật, đúng không? Về animals. Thứ hai là hỏi về chúng đang làm gì. Sau bài tập vừa rồi thì mình cũng thấy là có một số các cái câu rất là khó rồi đó. Và bài tập lần này sẽ là bài tập tổng. Các bạn cố gắng nha. Theo dõi trên Zalo nha. Để có bài tập nha. Và bây giờ việc của chúng mình là gì nhỉ? Cả lớp nào? Việc của chúng mình là gì? Yes, rồi, trời ơi, đã quen quá rồi. Đã quen rồi nào? Giang, can you repeat this? Yeah, we need to. Yeah, Ngọc Quê này. Các bạn làm đúng lắm nào? Đúng rồi. We need to practice. Nào, cả lớp làm cho cô nào? You need to practice. Bây giờ cô sẽ add các bạn lên nè. Practice. Oh my God, đáng yêu quá. And what's the face? Yeah, wash your face and go to sleep. Goodbye, đúng không? Thank you. Rất là tốt. Trời ơi, bây giờ nó nhớ cả cái slogan của cô Ngọc rồi. Yeah, bye bye. Hey, love you.